hôm qua thì Bitcoin giảm 2,4% thì tổng vốn hóa thị trường ôn ngày hôm qua ấy, thì cũng thực ra là ôn coi hôm qua nó chỉ biến động mạnh thôi còn nhìn chung về cái sức giảm thì nó giữ giá tốt hơn là là Bitcoin và eth hôm qua tổng vốn hóa thị trường ôn coi thì giảm 0,8% và có rất nhiều đồng ôn coi thì nó vẫn giữ được cái biên độ uh, tăng rất là tốt Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đồ thị của Bitcoin Thì hiện giờ cái xu hướng của Bitcoin Thì nó vẫn là đi ngang Quanh cái biên độ là từ 40k đến 44k Và xu hướng hiện tại thì là xu hướng sideways Thực ra là Bitcoin đã sideways ở cái vùng này từ cái hồi đầu tháng 12 đến giờ à, Tức là nó gần một tháng đi trong biên độ là 40 đến 40, 44k rồi Và hiện giờ cái xu hướng Uh, tăng ấy thì thực ra là nó vẫn còn đấy các bạn xuống tăng thì bây giờ nó vẫn còn tuy nhiên thì ờ uh, uh, th có thể là nó sẽ uh, rung lắc ở đây những uh, anh chị em nào mà dùng đòn bẩy uh, gọi là dùng đòn bẩy với cả mua những cái đồng mà nó đã tăng rất là mạnh rồi thì thì chú ý à, còn bây giờ những cái đồng mà nó đã có sự tích lũy tốt ở trong tháng tháng 12 hai thì các bạn vẫn có thể giữ được ví dụ như là à, thầy có giới thiệu một số đồng ấy như là đồng uh, DIDX này ngày hôm qua DIDX hồi phục rất là tốt hôm qua ờ uh, tăng là chín 10% và hiện giờ thì xu hướng của DIDX thì vẫn là tốt các bạn nó đã vượt qua tức là nó chạm cái vùng vùng cản ở bên trên là 3.3 like coi các bạn nhé like coi thì là những cái đồng mà nó đã tích lũy rất tốt, tốt trong tháng 12 thì là những đồng đấy chỉ cần thị trường nó hồi phục thôi thì nó sẽ hồi phục rất là tốt còn ETH thì sao ETH thì thực ra là ETH cũng cũng đang đi ngang trong cái biên độ là từ 2001 đến 2004 và hiện giờ thì uh, nó vẫn giữ được xu hướng tăng đấy và chúng ta chỉ cần là bitcoin với ETH đi sideways để vốn hóa nó dồn cho thị trường ôn coi